Xin chào tất cả mọi người nha, mình là Kè đây mọi người. Thì đầu video mình cũng xin chúc mọi người xem rất vui vẻ và thật nhiều sức khỏe nha mọi người. Thì mình cũng cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi và đồng hành video mình trong thời gian qua nha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ mọi người một cái cách mình làm bẫy chuột nha mọi người. Đây, hiện tại mình đang làm cái bẫy chuột để mình gà chuột cúng dâm mọi người. Thì nói chung cái bẫy này cũng cúng dâm chuột cơm hoặc chuột dừa này đều gà đều được hết nha mọi người. Cả mình làm cái bẫy cho nó bự ra để mình gà chuột cúng dâm luôn. Chủ yếu mình đi kiếm chuột dâm gà nhiều một tí mọi người. Hả? Thì hôm bữa giờ mình có đặt bẫy chuột cho người xem á, nhưng bẫy là bẫy chợ đâu mình đặt mấy bữa nay mà nó bung hư hết trơn, giò son cũng xét hết trơn người, lưới mỏng nhé. Còn lưới này mua lưới tốt nè, cộng chị bự nè, mình làm cái lọc bự luôn đó, mình làm hoàn thành là gì mọi người. Thì nói chung mình làm được con số rồi, còn một vài ba cái nữa mình lấy sẽ làm xong rồi. Thì mình mua 2 mét lưới mình làm tổng cộng là được 17 cái á. Bữa nay mình sẽ có dịp là mình sẽ quay làm chia sẻ mọi người cách làm bẫy chuột của mình như thế nào luôn nha mọi người. Mình có làm cái móc chống sảy luôn nè. Mình làm cái gờ này để mình dắt lên cái cây dừa mọi người, để mình lấy dây mình quấn lại mọi người đó. Thì nói chung đặt dưới đất chặt thì chặt con cây được hết. Nếu mọi người đặt chuột nhum nhiều quá, đa số đặt chuột nhum không á, thì làm bự hơn tí vẫn được nha mọi người. Thì nói chung mình làm cái này là vừa bắt chuột nhum cũng được, bắt chuột cơm cũng được, chuột dừa cũng được thôi. Nói chung chuột gì bắt cũng được hết. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ là cái cách mình làm như thế nào mọi người xem ha. Giờ bắt đầu mình vô đây mình sẽ giới thiệu mọi người cái những cái dụng cụ đồ nghề của mình để chuẩn bị mình làm nha mọi người. Để mình quay lại cái đồ nghề mình giới thiệu cho mọi người biết để chuẩn bị mình làm cái bẫy chuột này nha mọi người. Cũng đơn giản mọi người. Thì trước tiên mình sẽ có là kìm nè, kéo cắt kẽm mọi người, kéo cắt kẽm nè, cắt lưới kẽm á. Còn cái này là búa, kìm mũi nhọn để mình bẻ. Rồi thứ hai nữa là lưới ha, cái quan trọng là lưới nè. Lưới này nói chung thì mình mua loại lưới 1/2 mọi người, mình kiếm loại lớn hơn không có, 1/5 hoặc 1/8 thì không có mọi người. Ở chỗ mình nó chợ mình không có bán nên mình mua loại 1/2 luôn. Thì nói chung loại này bẫy cũng được nhưng mà không ok bằng loại 1/5 mà 1/8 mà cộng nó sẽ bự hơn, nó sẽ chắc hơn nữa. Đó, nhưng không có không bắt buộc mua lưới này mình xài. Đó, nói chung bữa nay thì mình sẽ chia sẻ mọi người làm cái lập cái gì đó. Cần nó lập chợ nè. Đây nó lập chợ mình đặt đâu 4-5 lần bây giờ nó xét chân nó bung lưới nhầm cá nó bị xé lưới luôn rồi. Đây nè, đó, mình cuột lại tùm lum hết trơn nè. Cái này để anh đặt chuột dừa trên cây được chứ đặt cúng nhum đặt không được người, nhỏ quá cúng nhum vô không được. Đó, ba gì đặt này mình sẽ làm cái lập cái gì để mình đặt chuột cúng nhum được, là đặt chuột trên cây dừa được, còn đặt chuột cơm được luôn. Đó, tất cả đều chuột đặt được hết. Đó, ba gì đặt này mình mua lưới gì mình đặt mình làm. Thì mình mua 1m 2m đó mà làm được 17 cái. Thì theo mình nha, theo cái số lượng của mình thì để mình giới thiệu, nhất là có kẽm nè. Mọi người chuẩn bị kẽm nè, mua kẽm 3 ly nhưng mà kẽm cứng nha. Kẽm này kẽm 3 ly nè. Rồi, lưới là lưới 1/2 ha. Rồi loại kẽm nhỏ, loại cũng nhỏ, loại cứng cứng luôn mọi người. Thì kẽm này thì mình chuẩn bị là mình cắt nè, cái tay cầm, cái cây cầm mọi người, cây đập á là mình cắt là 40 đo kích thước cho mọi người dễ thấy. 47 nha. Đây nè, 47 là cái tay này nè mọi người, mình làm cái vòng này nè, cái tay đập này nè. Là 47. Bẻ là bớt ở cốp là dừa. Nếu mọi người làm dài quá thì dở lắm. Ngắn quá cũng được mà dài quá cũng được. Dài quá mình đặt nó sẽ dính dơ cỏ này kia, dướng bẩn nó khó khăn nó khó chịu. Rồi cái cây tiếp theo là hai cây tiếp. Tiếp theo là cây này cây 40. 40 là nó dư mọi người đó, mà mình còn cắt bỏ nữa, mình cắt gì để mình dễ bẻ thôi. Cắt trước là 40 là mình làm cái vòng phía ngoài này mọi người, là vòng nắp đậy nè nha. Còn cái cây này ngắn hơn tí nữa. Cái cây này á là nó chỉ có là 38 mấy 39 nào mà mình bẻ dòng lại nó còn dư ra nữa, mình cắt bỏ nữa mọi người. Cả mình cắt sẵn gì để mình dễ bẻ ha. Là cái cây này để mình làm cái dòng phía trong cái lọt nè. Đó, vòng phía trong nè, nghe không? Nó sẽ nhỏ hơn một tí để cái nắp này đó khi mình đọc xuống là nó sẽ nằm chèn ra ngoài, hai bên nó bự hơn, nó không bị lọt vô trong. Đó. Rồi, tiếp theo là kẽm nhỏ. Kẽm nhỏ này mọi người. Kẽm này nó có hai loại luôn nha mọi người, một loại kẽm cứng, một loại kẽm mà kẽm bằng chì mềm hơn. Nếu mà kẽm bằng chì là nó một cỡ nhau, mà thằng này nó mềm sợ mọi người, nó rất là dở luôn. Mình đi kiếm kẽm cứng là mình mua là rất là cứng, nó xài nó bền nó lâu, là để mình làm cây cò mọi người. Cây cò chỗ này nè, đó, bẻ cò chỗ này nè, với hai là cái vòng đạp dưới đây nè, đó, mình chuẩn bị kẽm cứng này mình để mình làm, đó, chỉ ra vậy thôi. Còn lưới thì mình cắt kích thước á, thì chiều dài á, có nghĩa là chiều dài cái lợp này nè, là 17 ô.
từ đây tới đây là 17 ô hoặc 16 ô cũng vẫn được. Mình mua 2 mét mình canh có cá 17 ô, có cá 16 ô để cho đủ lứa luôn rồi. Đó, nếu mọi người muốn làm 18 ô hoặc 19 ô cũng vẫn được, càng dài thì càng tốt không người, thì chuột dễ vô thôi. Bạn ngang thì mình làm đó là 8 ô, thì đây qua đây đã 8 ô. Còn bà đứng làm chỉ 7 ô thôi mọi người. Đó. Thì nhiều đây rồi ok, chuột cũng nhầm cái ký vô là vô ok mọi người, không sao hết. Đó. Rồi. Giờ bắt đầu mình sẽ vô chính mình làm cho mọi người, giới thiệu sơ qua để mình làm cho mọi người ha. Bây giờ bắt đầu mình sẽ bẻ cái lưới trước người, bẻ thành cái lồng đó nha mọi người. Cái này là để mình chuẩn bị miếng mũi để đừng cho nó thẳng người, như nó không bị trơn á, miếng người nó rít. Rồi trước kia mọi người kiếm cái sắt vuông nha, thẳng đường để mọi người bẻ được. Thì bẻ 7 8 7 8 nha mọi người. Trước tiên mình bẻ 7 nè, 1 2 3 4 5 6 7. Cái lật cái lưới rồi, cái về lưới mà cái cọng dài mọi người là nằm phía ngoài nha, chiều xuôi nằm ngang là nằm phía trong. 1 2 3 4 5 6 7 đó. Đây. Rồi 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 bẻ là người làm vài lần nó sẽ quen thôi. Để đi ra chợ mua lợp về đập tức chết, đập mấy bữa là hư rồi đó, thành nó vòng nha mọi người. Cắt chiều dài mọi người 17 ô là phải cho chừa ra nó cái ghia này là ghia là 18 nha mọi người, là để mà hồi mình bẻ rồi mình nói lại. Còn chiều này cũng vậy luôn. Đó, chiều này là nó là 31 ô, là cái hoành 31 ô là tính luôn cái ghia này nha mọi người, là 31 ô để mình khớp lại á. Chứ mọi người mà bẻ cắt mà nó bằng luôn là không có khớp lại được nha. Rồi bây giờ bắt đầu mình đương vô. Kết vô thôi. Kìm nó vô. Mọi người không có cần quấn nhiều quá, mình bẻ cớp vô khoảng 400 cái, không là quấn cái 400 cái quấn cái quấn hết trơn luôn nó cũng vậy hả, tại vì nó 400 cái không sẽ quấn lại cái là được. Đây 1 2 3 4 cái này, cái 5 quấn lại, quấn cắn là cứng rồi, chuột nó cũng không ra được. Làm nó từ từ nó quen. Rồi vậy là xong nha mọi người. Đó mình quấn hết trơn rồi, này mình không có lấy dây cuộc nối gì, chỉ cho trong lưới là mình quấn lại, đầu này quấn cứng lại, còn mấy này bóp bóp vô không quấn lại, khoảng cách xa xa quấn lại là cứ ngắt luôn, không bao giờ vụt nổi. Đó. Rồi mình chỉnh cho nó rộng vuông dứt lại nè, vuông lại mọi người. Đó. Rồi giờ tiếp theo là bẻ vòng ở phía trong này, cây ngắn nè, đây cây ngắn này. Thứ nhất là mọi người có hai cách bẻ, đo ở đây bẻ nó chạy trên đây. Thứ hai là mình phải làm cái khung trước mình bẻ, trước khi mình bẻ trên đây đi mọi người, bẻ trên đây ha, mình đo tới đâu mình bẻ tới đó. Nếu mọi người đo tới đầu vẽ đó thì nó sẽ vuông hơn, nó đẹp hơn, nó ôm hơn. Cứng. Chỉnh trở rộng.
ba cây ngay gốc mọi người, nó không người để xuống, để cho nó xuống rồi mình để cái giọng vô nó dễ, nó chịu rồi ba gốc này. Còn cái này chỗ nói nè, chỗ nói này là mọi người để ngay chỗ nói này luôn nha, đây là chỗ nói nè, để chỗ nói luôn để hình quấn nó mới cứng. Rồi mình sẽ để cái giọng nha mọi người, nhìn rõ kỹ nha. Đây là cái phía mặt trong này là cho mấy cây nằm ở trong này hết, ba mặt này nằm ở trong, còn mặt trên này nó nằm ở ngoài ha. Đó, để hồi xong rồi mình sẽ chia sẻ với người tiếp với phần tiếp theo nha. Bây giờ bắt đầu mình sẽ quấn lại. Rồi xong rồi mọi người thấy không, cái chỗ mới nói là mình để ngay cái mối nối này hai cộng nè, đây nè đó, mình vấn hai cộng rồi ngay cái mối nối này luôn là nó sẽ giữ cái mối nối là cứ ngắt luôn rồi đó. Đây dạ, không thấy cái chỗ mới nối luôn, rất là đều luôn mọi người. À, trong đây mình vấn đều gian ra trơn nè đó. Rồi vậy là xong nha, cái phần này đã xong rồi. Tiếp theo là cái phần cái nắp tay đậy nè, cái tay này mọi người, tay đặt thằng này nha. Thằng này thì mọi người á, đây mình có cắt sẵn nè, cái này là chiều ngang này là 8 nè, chiều cao này là 7 nè đó, mình cắt sẵn hết trơn à. Mọi người cắt sao, bẻ sao mà cho cái mí nói mọi người, mí cái cọng kẽm nằm phía trên cái dòng này nha mọi người đó, rồi cho nó lớn hơn cái này, lớn hơn cái dòng này để mình đập lại nó không lọt bên trong nha. Đó này đó, giờ bắt đầu mình bẻ ha. Thì cái này thì mình có cái khuôn bẻ sẵn luôn, nếu mọi người không có khuôn thì mình đo theo nền bẻ, còn đây mình làm sẵn cái khuôn này 8 ô 7 ô, làm sẵn luôn nè, và cứ rút vô là bẻ thôi. Còn nếu mọi người muốn làm cho nhanh là làm khuôn này bẻ nhanh, còn mọi người làm ít thì khỏi làm khuôn này, tự bẻ tay đo tới đâu bẻ tới đó cũng được. Khuôn này dễ đóng vẽ nhanh. Đó. Xong rồi nha mọi người, nó dư ra một miếng nè. Dư ra miếng hoàn cắt bỏ. Đây, để vô cho mọi người xem nè. Nó bằng vàng luôn. Đó, cái mí nè. Cái mí thì mọi người thấy không, nó nằm chèm mí nè, nằm chèm mí nè, nó bự hơn chèm mí nè, nó chèm mí nè. À, rồi ngang đây cắt bỏ khúc này ha. Rồi để vô. À, bây giờ bắt đầu mình cớp lại, cớp cố định mấy đầu trước đi cho nó giữ lại. Nhiều dễ vậy. Dạ. Khi mọi người làm là nhiều cá mọi người làm sẽ quen, nó sẽ đẹp hơn nha mọi người. Làm video là một cái bể chuột á, mình làm chắc cũng lâu lắm mọi người, tầm khoảng nửa tiếng cả tiếng họ mới xong cái á. Hên xui nha, nếu mà người nào làm mới làm á, còn làm quen thì sẽ thấy nhanh hơn. Rồi đã xong nha mọi người, à, xong là cái gì nha, à, dùng dứt luôn ha.
nó nằm chèm lên mấy trên, gỡ tiếp tục với cái phần tiếp sau là gắn cái tay đọc không người, cái tay đọc cái dòng này nè. Rồi giờ bẻ là mình canh bẻ tay cũng vẫn được, bẻ quen bẻ sẽ ngay thôi. Vậy thôi, đó đều quen rồi. Rồi sau khi mở hai cái móc này xong nha mọi người, đây mọi người thấy không, bề ngang là 8 ô đúng không, mình sọt vô ngay chỗ mà hai bên vô cây hướng hai đây mọi người nè, nó nằm ngay chỗ ô thứ hai nè, 1 2 3 1 2 3 là nó còn hai ô phía trong đó. Đây rồi mình sẽ để đây mình kéo ra ngoài nha, đây mình kéo ra ngoài phía ngoài nằm này cho nó giữ lại đó. Rồi vậy thôi, rồi lấy búa đập lại, đập cái này lại cho nó sát ra, kiếm cục đá đây, đá đây đó lại. Rồi cuối cùng xong cái tay cầm nha mọi người, tay đập nè, tay đập nè. Rồi giờ bắt đầu là gắn vô đây à. Cái nắp này mọi người từ từ gắn sau, người nó mọi người gắn cái nắp này trước á, à, gắn cái nắp này trước nè, đỡ họ khó vô cái này, thứ hai là khó vô lò xo nữa, nên mình gắn xong hết trơn rồi vô cái nắp này sau nhất, cái nắp phía sau vô sau nhất nha. Lấy dây chì cuộn lại nha mọi người. Rồi vậy là xong nha mọi người, đó mọi người thấy không, cái mối nè ở dưới nó vừa khít luôn à, đó đây đó. Đây mọi người đó, kéo tới đây là gài, này là đây đó, dùng đứt ha. Rồi giờ bắt đầu mình sẽ bẻ cái cò với cái bàn đạp nha mọi người, cái cò nè, vô cái cò trước đây, cái cò mọi người bẻ. Bẻ chỗ xéo xéo vậy nha, đó xéo xéo vậy nè mọi người. Rồi bẻ này xuống đây, nằm ngay ô thế này đó là vừa luôn rồi, hơn nữa là một tí là nằm cái chỗ này, lần chuột có vô sâu một chút xíu là ok đó. Nếu mọi người đừng có làm gặn ngoài miệng quá, gặn miệng nó dở đó, làm xịt phía sau này nè, hơn nữa là một tí là ok. Rồi rồi đó, cái này mọi người để nè, thọt nè, cho nó nằm ngay chứ cái giữa này mọi người, ngay dấu cộng nè, để mọi người để đang chạy tới chạy luôn rất khó chịu. Rồi giờ bẻ nè, rồi vậy là xong cái cò nha mọi người, nó gà vô được rồi nè. Rồi tiếp theo cái lạp bằng đạp nè, lạp mọi người ha, bẻ 1 2 3 4 đây, đếm từ đây vô đây 4 ô nha, 1 2 3 4 nó 4 gà vô
đó, quan trọng là chỗ này là chỗ nhạy của nó mọi người, nó cò dưới cái bàn đạp là nhạy nhất của nó nè. Để em bóp lại cái đó, 1 2 3 4 ha, 4 nè. Đây là xong nha mọi người thấy không, cái bàn đạp mọi người cãi mình làm trên cây dừa đó, nên nó bắt buộc sẽ làm ở phía bên đây mọi người, để mình làm dưới đây là mình đặt trên cây dừa nó sẽ dướng, dướng nó sẽ dễ bị sập bẫy. Bởi vì nếu mọi người đặt dưới đất không á thì móc ở dưới đây cũng được, theo mình thì móc ở đây mà tùy theo mọi người muốn móc đâu móc thôi đó. Rồi đây chỗ này chỗ nhạy, mà ví dụ mọi người cho nó thẳng đứng gì luôn là cây nè, cây cọ thẳng đứng gì xuống luôn là rất là nhạy mọi người, rất là nhẹ luôn. Còn mọi người cho nó xéo xéo phía sau gì chút xíu thì nó hơi nặng tí xíu, rồi theo mình đó thì mình để cho nó xéo xéo gì mọi người, tại vì khi mình đặt ở trên cây dừa mình rung lắc nhiều quá nên mình để xéo xéo gì chút xíu nó sẽ khó sập hơn tí, chuột vô nó đạp mà đạp cái dính nè, đạp dính nè. Đó, vậy xong bây giờ bắt đầu mình sẽ gắn lò xo vô. Rồi giờ gắn lò xo vô nha mọi người. Đây gắn lò xo luôn mọi người, ở dây 1 2 ngay dấu cộng vô, thứ hai là để ngay dấu cộng nha mọi người, mình bóp lại làm chắc chắn luôn, ngay dấu cộng mà. Kéo lên mọi người, đếm từ dưới đây đến lên 5 ô nè, 1 2 3 4 5, à, ngay dấu cộng số 5 này nè, à, vừa luôn cái lò xo này. Còn nếu mà mọi người mua lò xo bự hơn thì mình cứng hơn thì mình kéo 4 ô hoặc 3 ô gì đó, tùy theo mình thấy cảm giác là nó vừa cứng là ok, nó mạnh là ok nha mọi người. Bóp tỉnh dính lại rồi để con chuột vô nó cắn chuột lò xo. Rồi vậy là xong lần lò xo đó, mạnh ghê mạnh không rồi nè, nó kéo lên là bằng trang rồi nè mọi người đó, ok đó, không bao giờ phục vô trong được, tại vì nó cái dòng phía ngoài mình nó bự hơn nè đó, nó bự hơn nè, thế ở trong nó nhỏ hơn, bởi vì không bao giờ sập vô trong được nha. Rất là mạnh luôn lò xo, hai lò xo nó mạnh, nói chung là lò xo này xài thời gian chắc yếu mà lò xo giỡn. Đây à, để mình gà vô cho mọi người xem đó, mọi người thấy chưa, lên cao lên tầm khoảng 1 phân mấy 2 phân được rồi, đừng tới 2 phân mấy thì được rồi. À, cao hơn chút xíu lắm người đó, mọi người thấy rõ không đó, cao hơn khoảng lóng tay à. À, ví dụ mình gà chuột trên cây dừa mình chéo lên cao cao chút xíu, còn chuột với cũng như mình kéo cái này là nhạy nè, cái cây cò mình hồi xéo một chút xíu nha mọi người, để nó giữ lại cái cò này, để không mình thẳng luôn thì nó nhạy lắm, nó dễ bị sập bẫy lắm, lỡ mà con chuột lại đụng nhẹ gì nè nó cũng rớt cái bàn đạp xuống nó cũng sập nữa, nên mình làm cho nó xéo lên tí để nó giữ cái bàn đạp lại cứng tí, nhằm khi chuột lại ủi lòng nó không có sập, anh vừa đạp nó mới sập hả, vậy thôi, vậy là lấy cái đầu đụng nhẹ thôi lại sập nặng mà đó, chắc là nhạy luôn. Xong bây giờ bắt đầu cần cái đít này nè, cái bít nữa là xong nha mọi người. Đó, đó, để đây chị bóp vô thôi. Rồi vậy là xong nha mọi người, đó đều ghen hết rồi nha. Nói chung đó mọi người không cần thiết phải quấn hết trơn, mọi người mình quấn chỗ này chính giữa cái hai đầu hai góc hai bên quấn cho nó cứng lại, còn ở đây mình bẻ cốp vô là nó sẽ giữ cứng lại nha mọi người, mình không cần thiết quấn hết lâu thời gian lắm, vì là chuột không bao giờ nó tung ra nổi đâu hả, vì là sẽ hoàn thành cái lợp nha mọi người, chỉ có như vậy thôi. Nếu mà mọi người muốn làm nó chống phá thì làm, còn không làm thôi. À, nếu mà đặt chuột cũng như mọi người làm cái móc phá cửa lại đây đừng ở trong bị sảy nha mọi người, nếu mà không làm nó sẽ tung ra nó sảy ổn lắm, vì là xong hoàn thành cái lợp nha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ làm cái móc luôn, sẵn đây mình sẽ làm cái móc luôn nha mọi người. Đây mình có làm sẵn nè, mình vẽ cái móc gì nè đó, đây mình vẽ con nha. Nếu mọi người bắt từ dưới đây móc lên vẫn được nha mọi người, từ dưới đây nè móc ngược lên đây luôn, rồi một cuộc dây chỉ đây lại, à, mình làm móc gì nè
đó, móc nó vô đây, làm ngược đây lẫn được, gắn được ha, đó đặt dưới đất rất là ok. Còn theo mình đó, mình đặt trên cây nữa nên mình làm cái kiểu này để mình làm cái gờ bên đây để mình giới thiệu nhanh cho người xem. Có sẵn luôn rồi đây đó, đó cái móc của mình nè, móc phá cửa của mình nè, đó làm gì vẽ qua đây, làm lại cái móc ngay đây để mình lấy cọng dây mình cuột vô chỗ này nè. Đó, khi mình để lên cái sóng dừa đó, cái cọng dây của mình đó, mình lấy từ đây mình máng lên móc vô đây để giữ cái lợp lại á, đừng có cho nó rớt đó. Mình đặt cái trên cây dừa đó nên mình làm cái móc gì. Còn nếu mọi người á mà không làm cái móc gì á thì mọi người không đặt trên cây dừa á, mọi người đặt dưới đất không á thì mọi người làm bóc thẳng dưới đây luôn, móc vô đây nè, hoặc móc giữa lợp chẳng được nữa. Vẽ cái co lại mọi người, vẽ cái co lại gì nè, vẽ co gì nè, móc vô đây cái đập cho cứng lại, kéo dài lên đây luôn là nó gì mình nó không chạy đâu được hết. Còn theo mình á, mình đặt trên cây nữa nên mình làm gì nha, hả chuyện của mình làm đơn giản gì nè, để mình chỗ này máng con dây vô, lấy con dây cuộc đây vòng qua đây mình máng lên cái sóng dừa á, mình đặt trên cây dừa nữa. Rồi rồi gì là hoàn thành cái lợp mình đã làm gì nè, rất là nhạy luôn. Đây à, ruột vô đụng đạp xuống dính nè, móc rồi hấp ra được. Cái móc mọi người đặt cũng nhâm á, mọi người làm cái móc đó, nó hơi bự bự xa xa ra ngoài chút xíu nha mọi người, đừng có làm sát nha, lỡ mọi người đập xuống gì nè, đập tới đây là dính đường chuột lại nãy chưa vô móc nè. À, mọi người làm móc xa ra chút xíu á là kêu tới đây móc làm phải chỗ này nè, mình buông ra nè, mình buông ra phải tự động nó nhảy vô luôn để không có dướng lại chỗ này mọi người, đừng cho nó dướng lại, nhưng lỡ mà đập chuột dính đuôi là nó dướng lại chỗ này là cái nó không chịu nhảy vô luôn gì nè. Cái anh đã gì khi mọng chuột cái dừa nhúc nhích á, lúc rút cái đuôi ra là cái sẽ bật này lại liền đó, là nó sẽ gà dính liền. Cái đuôi nhầm kia cái chuột cái vô nó ăn gì nè mọi người, cái đuôi nó dài ấy, cái đuôi bằng tay cái út nha, nó đập lại sẽ dướng cái đuôi lại, dướng lại đuôi gì nè, dướng cái đuôi gì nó sẽ nằm ngoài móc gì nè. Khi mọng chuột nó quay đầu lại nó sẽ rút cái đuôi vô á, thì nó vuông cái đuôi ra thì nó sẽ cái cửa nó sẽ sập xuống luôn, là vô móc này luôn đó. Bởi vì mọi người làm cái móc này xa xa ra ngoài tí, nhằm lúc nó đập cái đuôi chuột nhỏ quá thì nó đập vô luôn, còn đuôi chuột bự quá thì nó dướng lại. Hay là cái lợp mình đã làm thành nhiều lắm người, hết cái mình làm rất nhiều luôn đó, mình sẽ giới thiệu lại cái lợp mình đang làm người xem. Thì ở đây mình làm thì chủ yếu là mình đi đặt người chứ mình không có bán nữa. Tại vì mình mua mấy cái lợp chợ gì đặt dở quá dở người, đặt chưa trơn hư nè, cái lợp là dở nhất luôn nè, cái lợp là lợp kiểu này nè, nói gì đó người thấy không, chuột vô là cũng nhung là thua banh hết, cái chuột cơm nó còn xé được nó cũng nhung. Bởi vì mình làm cái lợp này thì để mình giới thiệu là cái lợp mình làm cái phần ở chỗ mà cái dòng này nha mọi người. Đây cái dòng này tại sao mà ba mặt này á đều nằm phía trong mà mặt ở trên đây đều nằm ở trên nha mọi người, tại vì khi mình gắn lò xo vô người thấy không, nếu mà nằm ở phía trong này luôn á, lò xo mình kéo lên nó sẽ cắn lò xo này, nó sẽ làm cho nó dướng ở nữa không chừng, bởi vì nó nằm phía trên để mình dương lên thẳng đứng nè, đó dương lên thẳng đứng rồi lò xo nó không bị cắn gì đó. Mình buông xuống rồi dính nè, cái móc mình làm gì dính lại móc nè, móc chống sảy của cái cửa để đựng cái chuột vô đựng dưới nè. Còn cái này thì để mình làm cái gờ này, cái móc này để mình mắng dây lên trên cây sóng dừa đó. Thì kích thước lợp để mình nhắc lại cho mọi người nhớ nha, cái chiều dài này là 17 nè, chiều ngang này là 8 nè, chiều đứng này là 7 nè, cái này 7 luôn. Nếu một người làm bự hơn nhắn được, người dài không nhắn được, hay tùy theo dùng của người, có chuột bự hay chuột nhỏ thôi. Còn dùng mình đây nói chung thì chuột bây giờ nó cũng không bự nhiều, người tầm khoảng ký nửa ký đổ lại và hơn ký rồi, hiếm có được bự lắm. Nên cái lợp này thì dừa mình đặt ở đây, mình đặt trên cây dừa này kia nhắn được bình thường hết luôn, rất là đơn giản đó. Thì mọi người nếu mà yêu quý mình á thì mọi người nhớ bấm đăng ký kênh để theo dõi video mới mình nha, đặt sau mình sẽ đi bảy cuộc cũng nhầm cho người xem nha mọi người. Thì nói chung thì video tới đây mình cũng xin tạm dừng tại đây nha mọi người, thì cuối giờ mình cũng xin chúc người xem biết vui vẻ và thành nhiều sức khỏe nha. Thì trong cái buổi video hôm nay mình quay cho người xem để chia sẻ, nếu mà có gì sơ xuất hoặc không đúng á, mọi người bình luận góp ý mình phía dưới nha. Xin chào và gặp mọi người ở những video sau nha, bye bye mọi người.